Hello, chào mừng quay trở lại với trận đấu Tùng và đến với video clip Văn Tùng sẽ cùng các bạn nhận định trước trận đấu trận chung kết của chung kết giải 2023 giữa T1 cùng với Weibo Gaming và để xem xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có những thông số và có những điều gì đáng chú ý cho cả trận chung kết này nha. Let's go. Ok, đầu tiên thì trước khi bắt đầu video clip thì Văn Tùng rất là hy vọng là mọi người xem thì có thể để lại cho Văn Tùng một like bởi vì dạo gần đây thì kênh YouTube của Văn Tùng đang bị mất đề xuất một chút nên là view nó hơi hẹo. Thì hy vọng là mọi người sẽ cố gắng để lại một lượt like để hồi sinh lại các video clip ở trên kênh Văn Tùng ha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu cái video clip và đến với những thông số đáng chú ý của cả hai. Thì về thông số tổng của cả Weibo Gaming và T1 á, họ có một cái thông số nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Và thực sự cả hai đang thể hiện rất nhiều những điểm tương đồng ở trong lối chơi của họ tại thời điểm này. Ở video clip trước khi mà mình phân tích về T1 cùng với Zeno Gaming á thì mình phân tích và phân tích và nói rất là nhiều về meta mình bàn về bể tướng của các tuyển thủ Jin Dong hiện tại đang gặp khó như thế nào tại meta này nhưng ở cái trận đấu sắp tới đây giữa thi cùng với weibo mình nghĩ là meta nó sẽ mở hơn rất nhiều bởi vì sao bởi vì Jin Dong là một đội mạnh và họ có một cái lối chơi nó đã nó đã được định hình sẵn với những player đó rồi và những player đó thì họ rất khó để thay đổi cái lối chơi của họ trong một thời gian ví dụ như ruler đi ha nếu mà bảo ruler đổi cái lối chơi từ một xạ thủ carry đứng phía sau team và xả sát thương dps thành một xạ thủ đi lane với những con bài như virus as các thứ đó, thì đánh được hay không? Đánh được, có hiệu quả hay không? Mức độ hiệu quả nó chỉ còn khoảng chừng 70 80% thôi. Hay là canavi là một rừng ma thương đánh tấn công rất mạnh, thích đánh jungle AD carry à, hoặc là thích đánh những jungle AP carry. À, ví dụ như là Nidalee, ví dụ như là elis hay là ví dụ như là uh, Lee Sin, Viago, không Vi... thì cái meta này là gặp khó và họ không thể thay đổi lối chơi trong một thời gian ngắn được. Họ không thể thay đổi và đó là lý do vì sao mình phân tích rất là kỹ về cái meta của trận đấu giữa thi 1 cùng với jin đông và mình có nhấn mạnh là meta nó thực sự tác động rất xấu tới với jin game mình còn đối với thi 1 thì họ lại không bị meta tác động quá xấu thậm chí là meta nó còn ủng hộ cái lối chơi rộng của họ còn weibo gaming thì sao chúng ta sẽ không nói được meta đối với họ họ cũng là một đội, đội có cái lối chơi rất mở về mặt meta và mình nghĩ là meta này nó không làm khó họ thậm chí là trước khi họ bắt đầu giải đấu ấy, mình nghĩ là một cái hành trình mà weibo gaming thực sự là có một cái may mắn thứ nhất là bốc thăm thì chúng ta ai cũng thấy là họ bốc thăm quá ảo tu đồng xu cũng thắng thi oan luôn và <laughs> cái thứ hai nữa là gì là cái là cái lối chơi này này cái lối chơi hiện tại của meta tổng ấy trước khi mà họ bắt đầu vẽ ra những cái bài dị dị khu đường chơi của đời sai thì là cái lối chơi ở tại chung kết thế giới năm nay ví dụ mình phân tích ở cái uh, các cái trận đấu trước của Weibo Gaming ha hoặc là cái chung kết uh, thế giới xuyên suốt cái mùa giải này thì nó sẽ là meta top tự chơi dừng tanh mid ap make play bot carry thì nó là cái meta mà y chang như những gì Weibo Gaming họ đánh từ ngay cái giai đoạn họ thành lập cái lab này luôn. Đó là một cái lối chơi mà đời sai tự chơi khu đường trên. Weiwei Wei thích đánh những răng gồ kiểm soát. Xiaohu thích đánh những pháp sư. Oh. Và bot thì like cùng với Chris cũng có khả năng đánh team. và thậm chí họ đánh chất tứ rất là rộng với Kathleen Luck hay là đánh cả những Hyper Carry, Aphelios các thứ luôn. Thì đây là cái lối chơi nó quá thuận lợi để Weibo Gaming đến với trận chung kết luôn. Và đến mãi cái trận bán kết vừa rồi họ bắt đầu mới phải bung bài ra đánh những cái thứ gì đó nó thực sự là mới mẻ để họ có thể thắng được Bilibili Gaming. Thì thực sự cái hành trình của Weibo Gaming trước khi giải đấu bắt đầu cho tới khi họ bước chân vào trận bán kết gặp bên phía của của Bilibili á là một hành trình tương đối nhẹ và họ chỉ cần đánh những thứ họ đã từng đánh ở tại LPL thôi là họ đã vào được tới bán kết rồi. Và vào đến bán kết thì họ phải bung bài ra một chút với những con Ray đường trên của The Sai kiểu kiểu vậy thì họ mới thắng cái trận đó trước Bilibili ở ván đấu thứ năm thì The Sai thậm chí lùi về đánh tanh cho bot đánh carry các thứ nữa. Thì mình nghĩ là đây là một cái may mắn với họ khi mà họ thứ nhất là bốc thăm may thứ hai nữa là đến với kỳ chung kết lần này thì meta lại thực sự là meta thuận lợi đối với họ thế nên là họ đã có được một cái giai đoạn khởi đầu ở cái thời điểm khó khăn nhất thì họ lại có meta ủng hộ cho tới cái thời điểm mà bắt đầu khó khăn khi gặp các đội lớn rồi thì họ lại có những con bài dị để chuẩn bị và đến với trận chung kết này họ sẵn sàng đánh dị mình chắc chắn với các bạn là họ sẵn sàng đánh những con dị để có thể thắng t1 và họ sẽ không bị bó buộc bởi meta đâu và các bạn thấy là cái bể tướng đường dưới của họ thì thực ra ban đầu nó cũng không phải là bể tướng quá rộng đâu bể tướng của họ nó là bể tướng mà nếu mà xét rộng hơn so với các bộ đội đường dưới khác tại chúng giới thì có rộng hơn nhưng mà không thể rộng hơn thi 1 được không thể rộng hơn thi 1 được và họ mới bắt đầu đánh những con như át các bạn thấy đánh có một lần à họ đánh có một lần à để mình uh, lia cam ra cho các bạn họ bắt đầu đánh những con át thì có một lần đấy, anh em và họ đánh là vì sao vì họ thấy bot 1 đánh hiệu quả nên họ mới phải đánh họ thấy những bot khác đánh những con bà như virus, as rồi kathleen các thứ mà gọi là đi chung với những con xạ thủ khác như là calista ấy, thì họ bắt đầu mới tập luyện nhiều thôi. Còn trước đấy họ sẽ đánh như kiểu là lắc kathleen này hoặc là con calista này sẽ đi chung với những con tướng hỗ trợ thuần nhưng không đi chung với những con như kiểu là as hay là kiểu kiểu đánh những bài dị dị đâu. thì là cái đối chơi này thì họ mới họ mới tập chơi thôi nhưng họ sẵn sàng thay đổi. Còn Jindo Gaming thì cũng có thay đổi nhưng mức độ hiệu quả của Gino Gaming khi mà thay đổi nó không cao và thực sự họ bị tác động rất là lớn bởi Meta. Thì các bạn thấy hiện tại những cái thông số của cả hai team nhé, nó có một cái sự tương đồng cực kỳ lớn về mặt thông số đến từ cả hai bên. Đầu tiên là về Gold Difference hay là Gold Min hay là Gold Difference sau 15 phút á, thì cả hai đều có cái chỉ số dương. Cả t lẫn cả Weibo đều có chỉ số dương, tất nhiên là chỉ số của t thì họ đi đường mạnh hơn nên là họ họ có được cái chỉ số nó nhìn hơn một chút so với phía Weibo mỗi chỉ số t ăn tiền nhìn hơn một chút xíu à, à nhưng mà cái tỷ lệ chuyển hóa uh, lợi thế trước phút 15 thành chiến thắng thì Weibo 100 T1 chỉ có 87,5 mà thôi à, về first tower chiến công đầu về trụ T1 là 66,7 thì Weibo cũng là 62,5 chắc là không, không không quá nhiều anh em nhé à, về rồng thì thi 1 vượt trội Rồng thì bên phía của Weibo có là 2.5 rồng trên một game, phía bên kia thì choan là 3.1. Cái chênh lệch là 78.1% so với 55.3%. Thì nó cũng là một chênh lệch tương đối nhiều về phần trăm rồng kiểm soát được. À về sứ giả thì cũng nhỉnh hơn. À, 1.06 đến từ Weibo và T1 là 1.25, 62.5 so với hơn 50% của Weibo. Thì nói chung là T1 ở mỗi vị trí ở mỗi thông số họ đều nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà về cái lượng tài nguyên và lẫn cái lượng uh, sát thương gây ra các bạn. Thì có một cái điểm tương đồng nhau cực kỳ khủng khiếp đến từ cả hai, cả hai team luôn. À, cho các bạn xem về thông số nhé. Đầu tiên thì là Top, rớt Phần trăm xác tương là 28.4. Thì sai là 28.1. Đường giữa thì uh, Xiaohu là 25.4. Thì Faker là 25.5. Tranh nhau có 0. mấy anh em, thậm chí biết à. là 0.1 à. GumaYoshi là 23.3. Thì Lai là 28.1. Thì có cái vị trí là nó là tranh nhau hơi nhiều. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì tranh nhau ở support này này. Support uh, Chris thì là 8.5. Vì đánh toàn là Renata, Leona, Milio cho cái đó của Guma thì là 11.2. Bởi vì Guma đánh uh, sát thương Sena các thứ nhiều hơn. Nên là có một cái phần trăm sát thương cao hơn nếu mà tổng cặp bot của phía Fateo là bao nhiêu anh em? Nó là 23 cộng với 11 thì nó là 2 uh, 34.5. Với phía bên kia cộng lại thì uh, nó sẽ khoảng chừng con số 36. Nó nó chênh nhau tầm khoảng chừng uh, 2% gì đó đổ lại. Các, các, vị trí đường đơn thì gần như không tranh nhau nhiều ở rừng thì một bên là 11,4 ờ, dành cho honor thì ở phía bên kia thì cũng uh, 10% mặc dù là quay đánh nhiều những chất tướng là người carry hơn nha quay có đánh vi có đánh belvet còn honor thì không honor chỉ đánh có da van thôi honor chỉ đánh có da van là con nhiều sát thương nhất thôi còn lại là, toàn là poppy Maokai, Rell với cả sejuani thôi thì đây là cái lối chơi meta này là cả hai đã đánh triển khai meta trong meta rất tốt cả hai đều đánh trong meta cực kỳ tốt anh em nhé tốt tự chơi thì rất tự chơi được sai tự chơi quá hay rồi rừng thì đánh auto là một là ra van spam honor ra van cho tới khi đối phương ban thì sau đó chuyển sang đánh full tanh thì nó cũng là một lối chơi răng gồ đánh hỗ trợ đồng đội đến từ cả hai trừ khi nha trừ khi có một con nico đường giữa thì mới tự tin đánh răng gồ Răng gồ như kiểu béo vét được nha còn nếu mà bên phía weibo mà họ bị ban con nico này anh em này là họ như không dám đánh con béo vét này đâu kiểu vậy đó thì nếu mà t Hoan ban được con uh, Nicole phía đội 2 thì gần như là ban thêm con Belvet của Weiwei rồi. Thì cái cái, cái, cái cái lối chơi trong meta này uh, với việc là Jungle đánh support cho Mid uh, cho, cho cho các các Lane và Mid thì đánh AP sau đó thì bot thì uh, pick những chất tướng carry á thì nó là meta và cả hai đều đánh rất là tốt rồi nhưng mà sẽ có những thứ ngoài meta như cả hai đã thể hiện và mình nghĩ là thứ ngoài meta đó thì thi 1 họ không ngại vì thể hiện nó họ thể hiện ngay từ đầu là tôi có về tướng rất là rộng và tôi sẽ đánh tất cả các cái trò chơi các cái trò trong cái cuộc đời này để tôi có lợi thế sớm thì Weibo Gaming thì họ không thể hiện điều đó quá lộ liễu như như là bên phía T1. Và Weibo thì họ mới thể hiện ở trận bán kết vừa rồi là họ sẽ đánh cho đời Sai những con người ready top thôi. Thì các bạn thấy là về mặt thông số thì KD thì nó có chênh lệch trên phía T1 một chút ở từng vị trí. Nhưng mà về thông số phần trăm đam thì nó không chênh lệch nhau nhiều đến từ các vị trí rồi ha, tức là về vai trò gây sát thương trong đội hình ạ. Thì gần như là cả hai team xem xem nhau và về phần trăm vàng xe thì đều sai nhận ít vàng hơn so với rớt vì các bạn thấy là bot team đánh rất là hổ báo thường xuyên họ sẽ thu hút sự chú ý đối phương và sẽ có rất là nhiều tiền cho rớt khu đứng trên thì phần trăm tiền của rớt thì cao hơn một chút phần trăm tiền của Faker là hai phần trăm thì phần trăm tiền của anh chàng xe hù nó là tầm hai ba phần trăm thôi bên phía bên này thì là hai bốn phần trăm cho like thì bên phía bên kia là hai mươi ba năm phần trăm cho guma bởi vì phần trăm vàng đã phải xe cho rớt nên là cái phần trăm dành cho guma nó ít đi một chút Nhờ về cái tính chất thì các bạn thấy là khá là giống nhau. Có cực kỳ nhiều điểm tương đồng các bạn thấy là về mặt thông số thì để mà nói thông số phía tiêu ăn vượt trội không có. Nó chỉ hơn nhưng mà hơn một chút xíu à. Và mình nghĩ là cái hơn một chút xíu nên chắc nó đã tạo nên một sự khác biệt gì quá lớn. Nhưng có một cái hơn nữa mà phía tiêu ăn làm được. À tiêu ăn có thua một cái là thua đồng xu anh em, nhé. thua, thua đồng xu ván một nhé. <laughs> có một cái hơn mà phía tiêu ăn làm được là cái bể tứ khu đường giữa họ rộng như các bạn thấy thì bể tứ bên phía đường dưới của Lai Chris thực ra là một bể tứ mà mình đánh giá là uh, nó rộng ngang với bể tứ đường dưới của Ruler cùng với anh chàng Missing luôn đó nhưng mà cái thiên hướng của bên phía uh, bên phía Zidoki là đánh những đội hình late game còn thiên hướng của bên phía Lai và Chris thì họ sẵn sàng sẵn sàng đánh những con tướng mạnh ở ra early luôn thì uh, họ con Katelyn này, này đặc biệt là Lai đánh được Katelyn là một trong số những con bài mà mình cảm giác là Ruler sẽ không đánh Nên là đường dưới bên phía của uh, Jin là không chơi cái bộ đôi cùng với Lắc này nhưng mà bên phía của Dong ở uh, bên phía của Weibo thì họ đánh ở cả FPL luôn thì nói chung là cũng có một chút gì đó khác khác so với uh, các cặp bot khác ở tại khu vực LPL nhưng mà xét riêng về bể tướng đường dưới thì rõ ràng là T1 lúc này bể tướng đường dưới họ quá khủng khiếp rồi họ có một bể tướng rất là rộng khu đường dưới mình nghĩ đây là một cái lợi điểm rất là lớn cho ban pick cho phía T1 khi mà họ có thể triển khai uh, nhưng mình nghĩ là cái bể tướng rộng và cái lối chơi xoay quanh những con tướng dị khu đường dưới của T1 sẽ bị bên phía của Jin Dong à, bên phía của Weibo họ bắt bài và họ họ sẽ có những sự hạn chế nhất định và phong cách chơi tại thời điểm này chúng ta không thể nói trước được 1 sẽ đánh cánh trên hay đánh cánh dưới đâu các bạn Weibo cũng vậy luôn bởi vì cả hai có thể đánh được cả hai chiến thuật tức là bên phía của Jin Dong à, bên phía của Weibo sau này các bạn cứ nhầm Jin Dong hả Jin Dong bị loại mà à. bên phía của Weibo thì họ có thể đánh cho đường xa được chứ họ đã từng làm điều đó nhưng mà phía T1 thì mình nghĩ là họ đã có những sự chuẩn bị tốt hơn so với bên phía Bilibili. Bilibili mà cái trò mà dồn tài nguyên cho the side là Bilibili cảm giác là bị bị bất ngờ. Mình cảm giác là bên phía Bilibili đã bị bất ngờ và họ không chuẩn bị kịp cho cái chiến thuật đánh xoay cái khu đường trên của the side với những con bài như là Brave. Nên là khi mà the side pick vào những cái kèo như vậy thì Bin cảm giác nó bị nó bị đối tâm lý và nó bị kiểu cảm giác là mất bình tĩnh luôn. Đó. Còn bên phía của T1 thì mình nghĩ là sau khi chứng kiến những gì đã diễn ra thì cái sự cảnh giác của T1 nó cao hơn rất nhiều và mình nghĩ nó nó cao hơn rất 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 nhiều sau trận chung kết năm ngoái trận chung kết năm ngoái là một trận mà mình nghĩ là Thi Hoan có một sự chủ quan rất là lớn và lúc đó thì thực ra là tất cả mọi người trên thế giới thì mình nghĩ là cũng không có nhiều người tin là bên phía sẽ vô địch năm ngoái nên là việc mà các tuyển thủ họ có một chút gì đó lơ là chủ quan hay là anh em ngồi pick skin liên tục sau trận bán kết thì mình nghĩ là nó là chuyện cái tâm lý gọi là tâm lý hết sức bình thường nó là tâm lý bình thường nhưng mà năm nay thì khác rồi nha năm nay là một sự cảnh giác rất cao của thi hoan họ đã có những sự rẻ chừng và sau khi thắng Jin đông ở bán kết thì họ đã um, phỏng vấn và họ đã chia sẻ là tôi bây giờ chỉ muốn về tôi tập, tập luyện thôi để đánh trận chung kết thôi năm ngoái quá tiếc nuối rồi hay là tôi cũng đã để ý là ông Weibo cũng có võ ông ấy cũng có cái gì đó chứ không phải là một cái ông không có cái gì đó sau đó thì vào trận chung kết hóa trao như là đi năm ngoái thì mình nghĩ là năm nay ít nhất là cái tâm lý của Thi Hoan đã có những sự cảnh giác nhất định và họ sẽ có những sự chuẩn bị để hạn chế cái điều mà bên phía Weibo đã làm được ở tại cặp trận gặp Bilibili là dồn tài nguyên cho Derai chắc chắn là rớt sẽ có được cái lợi thế trong việc là uh, chuẩn bị trước những con bài để khắc chế những con như ray đứng trên hoặc là họ sẽ không pick những kèo như kiểu là jack với queen để mà khiến cho the sai phải uh, có được khả năng gánh team không đứng trên khiến cho rớt phải gặp khó khi đánh cùng với the sai thì về bể tướng đường dưới của thi mình nghĩ đây vẫn là một điểm cộng và cái cái phong độ hiện tại cái điểm rơi phong độ ấy thì mình nghĩ là bot bên phía T1 đã có điểm rơi phong độ tốt hơn so với bot của bên phía Weibo Gaming về điểm rơi phong độ của từng vị trí hiện tại nha thì mình nghĩ là cái tranh lệch lớn nhất sẽ là tranh lệch ở cánh dưới bản đồ giữa Guma Keria với bộ đồ đường dưới Weibo Gaming và tranh lệch giữa hai Midland. Còn dừng top thì mình nghĩ là phong độ của Weiwei hiện tại và Dersai là khá cao đó. Điểm rơi phong độ hiện tại của Dersai là cực kỳ tốt. Điểm rơi phong độ Weiwei cũng là rất tốt. Thì đây là hai vị trí có lẽ là chúng ta sẽ không thể là nói là Top dừng bên phía T1 nhìn hơn so với top dừng bên phía Weibo được. Nhưng chúng ta có quyền nói là cánh dưới của T1 đang có phong độ tốt hơn và có một cái khả năng xử lý đi đường và biến số nhịp hơn so với phía Weibo. Đối với Xiaohu thì các bạn thấy là phần trăm Gold hay là phần trăm Dam của Xiaohu á thì thực ra rất là tốt nhưng mà trong quá trình thi đấu thì Hu thực ra là phạm phải rất là nhiều lỗi và cái nhánh đấu của Weibo thì ai cũng nghĩ là nhánh đấu họ dễ mà họ gặp mà những đối thủ như Energy thì thực ra là những cái thông số họ tốt nhưng mà gặp những đối thủ như Energy thì thông số của họ thì nó cũng chưa nói hết được là, là họ đã đánh như thế nào và những cái chiến thắng của Weibo thì nó có phần gọi là chật vật hơn rất là nhiều. Còn chiến thắng của T1 thì nó có phần clean hơn, ít sai lầm hơn. Và thậm chí nó có những cái tố chất siêu sao của cánh dưới phía T1 như là Gumayusi có quả 1v2 hay là Faker phân chia thiên hạ đẩy ruler về. Thì đấy là điều mà bộ đôi đường dưới hay là mid của bên phía Weibo lúc này mình nghĩ là họ họ cũng có những khoảnh khắc như vậy nhưng mà ít hơn so với phía T1. Và về cái khả năng đi đường nữa nha Thì thứ nhất là hiện tại Faker đang có dấu hiệu hồi xuân đi đường rất ghê mà các bạn tưởng tượng là đánh ở tại khu vực LPL thì Xeo Hu đi đường thì thực ra là cũng tốt đó cũng nhiều ván là Xeo Hu đi đường rất là tốt đó nhưng mà để mà đấm nai hay là đấm cao thì uh, cũng không thường xuyên lắm cũng có nhưng mà mình nghĩ là đặc biệt là những cái vòng đấu ở playoff hay là vòng đấu ở vòng loại khu vực thì mình nghĩ là nếu mà thời điểm này về điểm dơ phong độ thì Faker có điểm dơ phong độ tốt hơn so với Xeo Hu với những gì đã diễn ra Uh, Faker đi đường với những mid như kiểu là nai này scout này thì thậm chí đã có những ván đấu thắng đường thậm chí là đẻ đường rất là triệt để và bot lane t thì thôi rồi họ hiện tại có một phong cách chơi rất là rộng và họ không tiếc cái việc là dồn tài nguyên lên cánh trên với những con support như là con ba này thời điểm này thì rakan kerea chưa đánh nhưng khi con rakan xuất hiện mình nghĩ là kerea vẫn có thể xử lý được chỉ là nó sẽ đi chung với những hỗ trợ mà nó sẽ phải đánh an toàn một chút khu đường dưới. Ví dụ như là con zin trong tay của Guma chẳng hạn. Để có được những con bài support có khả năng uh, ramming tốt. Uhm, như vừa rồi các bạn thấy là đánh bên phía của Weibo thì uh, t cũng có pick con 3 ở slot 5 bên phía đội 2. Nhưng mà nó bị một vấn đề khá lớn trong việc đi đường ấy. Thì mình nghĩ là nếu mà T1 tự tin thì có thể pick những cái kèo như vậy được. Bởi vì bot bên phía Weibo thì thu được khá nặng thu đường bot bili bili bởi vì là có cái ván cuối thì họ đời sai lùi về đánh con on thì bot họ lại tự nhiên win cái trận đấy còn lại mấy ván trước là toàn đánh rất là dưới màu so với el và on thì mình nghĩ thời điểm này nếu mà đi đường cùng với bot của t1 nếu mà t1 uh, không bị đụng chạm quá nhiều đến cái bể tướng bao gồm virus ad các thứ thì uh, họ sẽ ưu tiên pick bot trước bởi vậy tưởng tượng ở bên phía ván một thôi rồi và ban pick luôn đi ha mình mình sẽ mô phỏng các bạn cho cho các bạn một cái ban pick uh, để các bạn hình dung một phần nào đó về cái bot hiện tại của T1 thì đây là cái ban pick mà mình đã ngồi mình vẽ vẽ ra xương xương thôi gọi là mô phỏng cho các bạn thôi thì mình nghĩ là tại phase một bên phía T1 bởi vì hiện tại đội xa đánh được rumble rồi nha thì đội hai thì nên ban nó đi là con tướng bên phía đội một họ play họ play pick họ first pick nó quá bảo hiểm nó quá là khỏe thứ hai là mình nghĩ là bên phía T1 sẽ ban con Nico nên là hai đợt ban mình nghĩ là bên phía đội hai sẽ ban bởi vì sao ban con Nico thì ban được thêm con Belvet mà rừng thì Honor thì cũng đánh những con rừng chống chịu thôi nên là cũng ngại con Belvet một chút thì ban con Nico và Rumble, còn ban thứ ba thì mình không chắc phải con Kalista này lắm. À, thường thì bên phía Weibo Gaming thì họ cũng không ưu tiên first pick cho mid. Họ sẽ ưu tiên first pick cho rừng. Mid thì thực ra là sao cũng không thích đánh Orianna lắm. Thời điểm này thì uh, Faker đang spam Ori liên tục. Ở Bên phía đội một là Thiwon sẽ mặc định là first con Orianna này cho Faker bất cứ khi nào mà nó được hở, kể cả có gia ban hay không. Nhưng mà sao thì không nha, sao mới đánh con Orianna này có một lần. Nữa. Mà ưu tiên cho Azir nhiều hơn thì mình nghĩ là bên phía của Weibo họ sẽ ưu tiên cho rừng Maokai Cai. Sau đó thì bên phía T1 sẽ ngay lập tức lấy cặp bot. Bên phía bên kia sẽ phải ban đi một là Rakan hay là ba. Mình nghĩ là một trong hai con sẽ bị ban ở đây. Họ sẽ ban sẽ ban thêm con Javan nữa. Vì ban cái bể tướng Faker đứng giữa thì thời điểm này thì Faker đánh mình nghĩ là không thiếu chất tướng đâu. Mình nghĩ là mà xoáy vào đường giữa nhiều quá thì mà đường giữa cái kèo Azir, đánh ngược đánh xuôi gì hay là uh, khi đã mất được Nico rồi thì kèo Mỹ sẽ là Azir, Oriana lát thì đánh AFK đầu trận tầm 10 phút đầu gần như là hai mid lane sẽ rất là khó để tác động từ ban đầu ấy thì thường là sẽ áp ca farm đường giữa thì mình nghĩ họ sẽ không đến mức gọi là quá ưu tiên đâu thì bên phía của t 1 để mà nói là ưu tiên cái gì ở phase một họ sẽ ưu tiên những bao pick ở đường trên hoặc là những bao pick khu đường dưới thì vì đội phía đội hai bán một mà nên t 1 mình nghĩ họ sẽ ưu tiên cho cái lượt last pick cho Zeus thì bên phía của t họ sẽ ưu tiên phase một cho một cặp đôi xạ thủ cho số hỗ trợ rất là mạnh để có khả năng đè đường thì bên này chắc là phải ba con ads thôi vì con guma đánh được Carrier cũng đánh được, mà at đứng dưới thời điểm này khi mà đưa cho t1 là mặc định nó sẽ winland bot ấy nên họ sẽ ban con at này thôi ờ, bên phía bên này thì mình nghĩ là họ sẽ cố gắng lấy những con xạ thủ mạnh ví dụ như là virus là một con mặc định đứng dưới lúc này là winland thêm cả một con hỗ trợ làm sao đó để winland ví dụ reta class ở đây hoặc là uh, lấy luôn Kathleen đó thì để tránh gặp đôi phía bên kia sẽ có được cái lượt là Catlin và lắc ở đây để khiến cho cái đoạn đi đường bên phía t1 có thể là winland nhưng mà win ở mức độ ít quá thì là không bỏ thì họ sẽ lấy luôn hai con và sẽ hoán đổi linh động xem là ai đánh support ai đánh carry gì đó thì tùy thì khi mà lấy được cặp bot ưu tiên cặp bot ở tại phase một rồi thì ưu tiên cho anh già con Orianna nữa để tới phase hai thì chấp nhận là ban hai con tướng ở đây đi của honor thì honor bây giờ có bể tướng tanh của honor thì ngoài javan ngoài Maokai cai ngoài real poppy thì vẫn còn con Seizu. Nó có seju và có seju để đánh rất là linh hoạt được rất là nhiều các cái top khác ví dụ đánh yone ở đây cũng được dây ở đây cũng không tệ mà Gna cũng ok. Các bạn hình dung ra cái, cái, cái kịch bản ban pick của t 1 là họ sẽ có thể ưu tiên cho Faker và cả bot ở ngay phase 1. Để làm gì để bot có ngay lập tức một đường thắng. Nếu như để bot sang phase 2 á thì cái bể tướng thắng đường khu đường dưới của t 1 sẽ bị ban tương đối nhiều. Mà cái power pick khu đường trên để mà thắng đánh ôn kèo bây giờ với là sai nó không có. Nên cái lối ban pick này nó sẽ khác đi so với lối ban pick ở vòng phòng Sĩ. Vòng Thụy Sĩ thì họ có thể sẽ để đây những lượt pick như kiểu là A trọc hay là A trọc live pick á chóc rừng và ori asia gì ở đó ở đây nhưng mà những cái pick đó đánh với cả bên phía của Weibo Gaming á nó nó ở bên phía đội một thì ok còn bên phía đội hai mình nghĩ là không nên bởi vì bên phía đội hai điểm mạnh của mình là lát pick thì mình nên lát pick cho cái kèo mình nghĩ là khó nhất hoặc là kèo cân nhất còn bao pick thì bao pick khu đường dưới bởi vì tới phase 2 hai bạn tưởng tượng là nếu mà pick những chất tướng ori seju với cả poppy Rell, rùng ở đây và á chóc đấy á thì phase hai bị ban hết những con như là Phase một đã bị ban ascalista phase hai bị ban thêm Varus với Kathleen. Thì cánh dưới của T1 sẽ bị thiếu khả năng carry của bộ bot Gần như là không có cái chất tướng để mà win lane triệt để Và nếu như vậy thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái thắng khu đường dưới Mà pick những power pick như kiểu là Orianna, Aatrox các thứ Thì nhiều khi lại có Grey, rùng gì đó của sai bên này thì cũng rất là phiền Thôi, cứ mình nghĩ là ưu tiên power pick cho khu đường dưới trước ở đây Ưu tiên cho anh già, để anh già đánh uh, 3 trăm thôi Azir, Orianna cùng với Sylas <laughs> sau đó thì phase 2 thì on nó chấp nhận bị ban hai rừng thì pick con rừng còn lại và sau đó thì để lát pick lại dành cho just bot đối phương thì mình nghĩ là cũng sẽ bị khép về một cái bể tướng khá là hẹp với việc là pick hai xạ thủ thì phải ban những con nauti hay là big crank các thứ đi để tránh đối phương sẽ đánh những hỗ trợ thì hỗ trợ lúc này còn lại cho chris cũng không nhiều đâu mình nghĩ là sẽ pick kiểu như alpha hoặc là nhiều khi sẽ là senna tamken ở đây chẳng hạn senna tamken ở đây để gọi là trụ len bot với một cặp đôi pok rất là giáp như phía bên kia nhưng mà bị vấn đề là Weibo Gaming thì họ lại không đánh Serata Ken nên là mình nghĩ là họ sẽ ưu tiên cho AP cùng với Reta Class ở đây để đánh một đội hình mà kéo lết với đội hình của có chiều sâu team fight rất là tốt nhưng mà cái vấn đề của đội hình này bên phía của bên phía của Weibo á là thứ nhất là họ bị pick trước của cặp bot mạnh họ bị pick trước một cặp bot rất là mạnh ở đây rồi cái thứ hai nữa là họ pick sau cặp bot thì cặp bot này vẫn thua được còn thi lại được last pick nữa thì nếu mà có chỉnh sửa gì đó bên phía của Weibo á, thì họ có thể không ưu tiên cho cặp đôi mít top rừng ở đây vội những con như mau cai hay là Asia mà họ pick sớm những xạ thủ như virus ở đây chẳng hạn nhưng mình nghĩ là một bao pick ở đường dưới nó không bằng hai bao pick tức là sao tức là bây giờ nếu họ lấy con virus ở đây đi họ lấy con virus ở đây đi thì bên phía tiêu mà lấy Caitlyn cùng với hoặc là lấy những con đè đường siêu mạnh ví dụ như Catelyn hoặc là cùng với một con xạ thủ tay dài nào đó trong tay của Keria ở khu vực đường dưới chẳng hạn. Ví dụ như là uh, Jin Jin với Ketlin hay là nói chung là họ có thể sẽ có một cặp đôi đường dưới. Bên bên là có pick được một con mạnh thôi mà. Những con mạnh khác có thể là bị ban rồi. Nếu mà không bị ban những con như thế này thì họ sẽ thấy kiểu như là ở đây không ban Kalista mà ban kiểu Rakan các thứ đi. Là ban cái gì đó đây mà họ có ngay lập tức hai power pick về mặt tay dài đường dưới đó thì một pick nó không giá trị bằng. Thế nên là cái hồi nãy mình đã ban pick con maokai ở ngay vị trí này và để con varus ở đây. Cái này thì mình chỉ là mô phỏng và mình nghĩ mình mình các bạn có thể thay thế những lựa, lựa chọn này như mình đã nói là sena Ken ở đây chẳng hạn hoặc là uh, nếu mà đây không ban calista thì có thể là có sena calista gì gì đấy. giống như diễn đông đã làm. Hoặc là ngày ra có thể còn thêm con uh, virus karma hoặc là Kathleen karma gì gì đấy. Nói chung là nó có thể uh, làm sao đó để bot bên phía team có hai con tay giải và win lên bot là được. Sau đó thì nếu mà pick theo trường này diễn ra các bạn, thì bên phía Weibo bị một cái là họ sẽ không có bất ngờ gì diễn ra cả. Đờ sai sẽ không làm được cái trò gì đó bất ngờ ở đây bởi vì là làm ở đây mà bên phía bên phía bên kia thì có những con bài chuẩn bị kỹ thì họ sẽ không bị bất ngờ thì sẽ hơi khó để đợt có thể tạo được biến khu đường trên với những con như Ray. Mình nghĩ là nếu mà chọn đội hai ở, ở ván một thì nó cũng hơi nguy hiểm vì power pic phía T1 họ họ xử lý power pic ghê quá. Cái power pic phía T1 họ power pic rất là nhiều con khác nhau, thậm chí là power pic những con Orianna đánh được luôn này. Thì mình nghĩ là chọn ván một bên phía Weibo chọn ở ván đấu đầu tiên nó cũng là có lý do. Nó cũng là bị một cái sức ép rất là lớn của T1 nên họ mới phải chọn như thế thôi. Và mình nghĩ là T1 cái bể, cái bể tướng khu đường dưới họ rất là rộng nên họ có quyền đánh nếu mà ở đây không ban những con như ba mà ưu tiên ban như kiểu là virus, uh, uh, kethlin gì gì đó thì boss team lại có thể hoán đổi linh động những con như kiểu là Rakan hoặc là ở đây sẽ có thể có thêm những con như kiểu là con uh, con ba để đánh chung với những hỗ trợ như kiểu là zin và sau đó thì họ sẽ có được một last pick gì đó như kiểu là gna này dây này hoặc là yone đánh cánh trên này mà các bạn tưởng tượng những cái kèo mà đã lát pick được một con đã lát pick được một cái kèo mà yone rồi thì dây xong lại còn thêm cả những con như là nói chung là những con mà nó có khả năng đi đường thắng con achok này và sau đó thêm một con ba support nữa xong rồi bot phải pick những cái kèo như thế này để mà đi đường đó thì không đè được hoặc là không áp lực để băng trụ được con zin phía bên kia đó. là top the xa với xe hù nhiều khi là bụng mà trong chuyên nghiệp thời điểm này nha các bạn chỉ cần một len win thôi chỉ cần một len win thôi là họ có thể lăn cầu tiếp từ cái land đó thành những cái lợi thế rất lớn trên toàn bản đồ ví dụ bot len win họ có thể ăn được rồng stack rồng lại với nhau bot len win họ có thể kiểm soát thêm cả sứ giả bằng việc swap cặp bot lên top len win họ sẽ kiểm soát được sứ giả họ sẽ kiểm soát được khâu mid ở uh, mid game với 131 ba side lane hoặc là họ sẽ có những cái kèo mà đánh rất là áp lực ở một đường cánh với những Yone được ba chăm sóc hay là Seju chăm sóc thì sẽ rất là ngộp dành cho The sai. Mà lúc đó cái tranh lệch đường trên nó sẽ rất là lớn đó. Thì cái đường dưới khi mà họ đã chủ động pick cái kèo mà ba cùng với ba cùng với Jin rồi á thì con Jin nó sẽ chủ động đánh rất là rất là nhùng mà nó mặc dù nó sẽ chấp nhận tranh lệch nhưng mà nó sẽ cái thế chủ động của họ nó giúp cho cái tranh lệch nó nó ít nhất có thể hoặc là kể cả là tranh lệch thì chất tướng của họ bị tranh lệch một chút nó cũng là cái sự chuẩn bị sẵn và những chất tướng như vậy bị tranh lệch thì nó vẫn có thể tác động được tới ban đấu còn những cái kèo mà chênh lệch lớn quá, bị Jona mà chênh lệch lớn quá để lại không nổi thì bắt đầu bị thọt farm. Và những con như Achock mà bị thọt mà nó không có tác dụng gì thì nó sẽ gần như bị lủng hẳn một vị trí carry rồi. Thì cái này thì mình cũng đã phân tích để phần nào đó các bạn có thể hình dung và mừng tượng ra cái kịch bản mà cả hai bên sẽ ban pick như thế nào ở trong ván đấu đầu tiên. Thì tùy thuộc vào việc là ai thắng ai thua thì họ sẽ chuyển đổi, đổi ở bên phía ván 2, ván 3 và ngoài những con bài họ đã đánh ra. Ngoài những những con bài đã đánh ở trong thời gian vừa qua ra có thể vẫn còn những con bài khác có thể vẫn còn những con nhưng mình nghĩ là thi họ sẽ quang đánh những con hiện tại thôi có chăng là nếu mà faker bị nhắm tới trong ban pick thì mình nghĩ là có thể sách thêm cả akali hoặc là Thalia gì gì đó ở đây nhưng mình nghĩ là họ sẽ Cố quang đánh sẽ có những con bài như thế này thôi mình nghĩ là, là hiệu quả rồi nó đã đủ đánh với weibo gaming rồi chỉ là weibo sẽ có thể có những cái gì gì đó ở đây <laughs> hoặc là gì gì đó ở đây ở đây gì, gì đấy không nói chung là nó có thể có thêm ngỗ không hay là Uh, Kha hay gì gì đó nếu mà có một cái trận đấu mà nó theo chiều hướng hơi toxic là 2-0 chẳng hạn thì đến ván 3 nhiều khi đội nào đó lại bung bài khủng khiếp ra. Lúc đó thì uh, chúng ta lại có kịch hay để xem. Cái đấy thì nó ngoài dự đoán của mình thì chẳng vấn đề gì cả. Miễn là hay là được, miễn là chúng ta có một cặp BO5 hấp dẫn đúng không? Còn về dự đoán thì hôm trước mình đã dự đoán và các bạn có nếu có xem các chương trình bên lề thì mình đều dự đoán là 3-0 T1. Uh, không phải là mình muốn một cặp trận 3-0 nhưng mình nghĩ là thi 1 hoàn toàn có đủ khả năng để đánh một trận BO5 với tỷ số 3-0 trước Jin Đông là họ chỉ bị xảy chân một ván và có gặp khó một chút ở một vài ván đấu nhưng mà hiện tại cái điểm ra phong độ của Thi Hoan rất là tốt. mình không nói là Weibo yếu nhưng mà mình nghĩ là Thi Hoan hiện tại thì họ hoàn toàn có thể đánh một cặp trận BO5 với tỷ số 3-0 và mình mặc dù mình hy vọng là nó sẽ có thể là 3-1 để xem cho nó căng thẳng và nó hấp dẫn hơn một chút nhưng mà đừng là 3-2, 3-2 thì mặc dù là kịch bản nó mắc view cho anh em và xem nó cũng gọi là đủ giờ cho anh em đi view bằng ti nhưng mà thua ván năm nhiều quá rồi các bạn, trời ơi Thi Văn trong hai năm gần đây thua quá nhiều bo năm và thua 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 ván năm đấy các bạn, nên là bây giờ bảo mình xem một ván năm của Thi lại hôm đấy là còn bình luận nữa thì nó cũng <laughs> hơi hơi đau tim một chút uh, kịch bản nào cũng được ba không ba một ba hai tất cả mọi thứ đều ok trong trường hợp là Thi Văn thắng mình chỉ hy vọng như vậy thôi, mình thực sự lúc này mình đang rất 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 muốn Thi chứng kiến Thi Văn lên ngôi vô địch bởi vì từ khi mình làm nghề là 2016 các bạn Thì đến bây giờ thì các bạn biết là 2016 thì cuối năm đó Thiên vô địch thật Nhưng mà năm 2016 thì mình chưa bình luận chung cái thế giới 2017 trở đi là không vô địch Thế nên là Rất hy vọng là Thiên sẽ vô địch Rất 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 hy vọng Thiên sẽ vô địch Còn clip phân tích thì mình cũng chỉ phân tích uh, để nói cho các bạn về sự tương đồng về thông số của cả hai thực sự là như vậy cả hai đã có một cái thông số rất là tương đồng và họ cũng đang cần dần dần bắt kịp lối chơi của nhau ấy đặc biệt là cái bot ở phía Weibo họ đang rất là nỗ lực trong việc cải thiện để bắt kịp cái bể tướng đường dưới của T1 à, họ có nhiều thời gian hơn bên phía Jin Đông mình nghĩ là như vậy Jin Đông thì họ có ít thời gian hơn để chuẩn bị cái bể tướng Weibo à, Weibo Gaming thì họ đã tự cải thiện từ ngay bán kết họ đã cải thiện cặp bot rồi mình nghĩ là trong vòng một tuần vừa qua thì họ sẽ tập luyện thêm để bắt kịp cái bể tướng của bot T1 để tránh việc là bị bị ban pick nó khó quá còn đường trên của thi quan sẽ cố gắng bắt kịp lại những cái gì mà the side đang cố gắng làm trong vòng một cặp đôi năm vừa qua với queen với gray các thứ trên top thôi còn về bể tướng thì bạn thấy là wayway có bể tướng khá là giống honor rồi the side cũng có những con như là rumble đánh blind pick rất là khủng giống như Zeus. cả hai đều đánh được tướng tay dài khu đường trên như là dây như là gray cả hai đều có thể đánh tanh trong trường hợp mà team cần thiết cả hai mid đều đánh những pháp sư hay là bộ đội đường dưới thì cũng rất là chịu khó trong việc mở rộng bể tướng thì nói chung là cả hai có rất là nhiều điểm tương đồng nhưng mà Thủy vẫn nhỉnh hơn một chút một chút một chút một chút và mình nghĩ là Thủy có thể chiến thắng còn uh, kết quả như thế nào thì thôi chờ hôm uh, chủ nhật chờ trận uh, chung kết diễn ra rồi chúng ta sẽ cùng tận hưởng và Văn Tùng sẽ bình luận trận đó ở trên sóng của Bình điện thoại uh, rất là hy vọng mọi người sẽ có một buổi chiều xem giải tuyệt vời và uh, mọi người thì uh, cố gắng uh, để lại cho Văn Tùng một like cho các video clip của Văn Tùng mỗi lần các bạn uh, xem ha bởi vì uh, như mình đã chia sẻ ở đầu video clip thì uh, Dạo gần đây kênh chính của mình view nó đang hơi bị xuống bởi vì bị mất đề xuất á Sau cái đợt vừa rồi mình thứ nhất là bị bệnh không làm được clip Thứ hai là các cái clip của mình thì đợt đi Hàn thì mình không sản xuất được các cái content liên minh điện thoại Mà chỉ làm được Vlog thôi mà giờ đấy không làm được content liên minh điện thoại thì kênh nó cũng bị mất đề xuất dần đấy nên là rất hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Văn Tùng bằng việc để lại những lượt like sau những lần xem video clip kể cả là video rank của T1 hay là video nhận định hay là phân tích các cái trận đấu ở chung kết thế giới ha cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip tới tận thời điểm này xem Văn Tùng ngồi chém gió và nói đi nói lại đồ gối bằng nhau cả hai team đều rất căng <laughs> T1 chỉ hơn một chút và T1 sẽ thắng ha bye bye anh em hẹn gặp lại anh em vào những video clip khác của Văn Tùng nha và đừng quên là chủ nhật tuần này thì hãy theo dõi đúng khung giờ là khung giờ 15 giờ chiều nha bye, bye mọi người